Pop Kanawat, Mỹ Nam khát tiếng thì biết, 40 tuổi vẫn ế, bị đồn yêu đồng giới với Ni Napat. là một trong những diễn viên đình đám của Thái Lan sở hữu lượng fan đông đảo. Tên tuổi của anh đến gần với khán giả khi tham gia phim, ngược dòng thời gian để yêu anh. Nhờ ngoại hình đỉnh cao và diễn xuất tài tình, nam thần tượng dễ dàng tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Đến nay, anh chàng luôn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trong con đường nghệ thuật cũng như cuộc sống đời thường. Pop Thanawat Wattanaputi là một gương mặt sáng giá của màn ảnh xứ chùa vàng và được đông đảo khán giả yêu mến. Sở dĩ nam diễn viên tạo thiện cảm với người hâm mộ là nhờ sự chăm chỉ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Hơn 13 năm theo nghề, Pop đã đảm nhận hơn 20 vai diễn khiến dân tình nể phục. Nổi tiếng là vậy nhưng ít ai biết được rằng anh đã trải qua nhiều khó khăn mới có được thành công như hôm nay. Trong thực tế, Pop vốn là một diễn viên tay ngang, được biết anh tốt nghiệp ngành nghệ thuật truyền thông và thiết kế của Học viện Công nghệ La Krabang trước khi theo nghề diễn, Pop từng là một nhà thiết kế đồ họa. Năm 2006, Pop tham gia một buổi thử vai của đài Channel 9, may mắn để mỉm cười với nam diễn viên khi anh được chọn vào vai Jack Dead của bộ phim The Winner of Ten Direction. Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy đồng nghĩa với việc Pop không thể xuất hiện trên màn ảnh. Đến năm 2009, nam diễn viên sinh năm 1982 góp mặt trong phim Bản tình ca tháng 10, anh vào vai Ranwi và có màn thể hiện khá tốt. Nhờ vậy, Pop có cơ hội ký hợp đồng trở thành diễn viên độc quyền của đài Channel 3. Từ đó về sau, anh tham gia nhiều phim như Thủ đoạn tình trường, trò chơi tình yêu, bác sĩ Putipat, dòng máu kiêu hãnh. Tuy nhiên anh vẫn chưa gây ấn tượng nhiều cho khán giả, đồng thời tên tuổi của anh cũng còn khá mờ nhạt với nhiều người. Đến năm 2018, Pop đảm nhận vai nam chính của phim Ngược dòng thời gian để yêu anh. Trong phim, anh đóng cặp cùng nữ diễn viên Paula Rani. Thời điểm phát sóng, cặp đôi thu hút sự quan tâm lớn của công chúng nhờ ngoại hình bắt mắt cùng diễn xuất ăn ý. Cũng từ đây, tên tuổi của Pop trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến số người theo dõi và yêu mến nam diễn viên tăng lên một cách nhanh chóng. Vì quá đẹp đôi, tình bể bình lại skinship tự nhiên từ phim ra đến hậu trường. Hot Bella được đông đảo người hâm mộ chèo thuyền điên đảo. Thế nhưng tiếc rằng thuyền chưa kịp ra khơi thì đã chìm nghiễm vì Bella Rainey là hoa đã có chủ. Nữ diễn viên xinh đẹp của đài CH3 hiện đang hẹn hò với tài thử Wei Sukulawat sự tích hợp tưởng không hợp mà hợp ngoạn mục của Poppy Thanawat và Bella Rani đã tạo nên cơn sốt phim Thái. Lần đầu hợp tác, nhân phản ứng hóa học của hai diễn viên Pop Bella khiến dân tình xoắn xuýt, phát hơn mỗi lần họ thả tính nhau. Càng về cuối phim, Pop Bella càng chăm phát kẹo ngọt khiến mọt phim Thái sâu cả răng. Khi được hỏi nếu nàng Karakhet Bella Rani chưa có người yêu thì Kumpi Pop Thanawat có theo đuổi không? Không biết có phải vì sợ bạn trai của Bella Rani ghen hay không mà Pop Panawat chối hết. Khi Bella Rani khoe body toàn thân trên Instagram, Pop Thanawat thả thính công khai minh bạch rằng anh đau tim quá Bella ơi. Thế nhưng sau toàn bộ theo lời Pop Thanawat giữa anh và Bella Rani chỉ là quan hệ đồng nghiệp, chỉ là việc làm và anh không hề có tâm lý gì về chuyện tình cảm với Bella Rani. Không chỉ có tài diễn xuất đỉnh cao, Pop chiếm nhiều thiện cảm từ khán giả nhờ ngoại hình nổi bật, anh gây ấn tượng với gương mặt điện trai cùng nụ cười ấm áp đốn tim pha nữ. Nam thần tượng sở hữu thân hình cân đối cùng chiều cao 1m75. Ở tuổi 40, Pop làm nhiều người ngưỡng mộ với vẻ ngoài trẻ trung. Trong cuộc sống đời thường, nam diễn viên diện những chiếc áo thun đơn sắc và không kém phần hết tuổi. Đôi khi tài tử gây sốt khi diện áo thun khoa cơ bắp cuồn cuộn, Pop cũng rất chú trọng việc tập luyện giữ dáng. Ngoài tài năng và nhan sắc nổi trội, Pop khiến fan thích thú vì tính tình vui vẻ hài hước. Nam diễn viên được người hâm mộ xếp vào hội những tài tử độc thân vui tính của Thái Lan dù ế chỏng chơi nhưng anh không cô đơn vì bên cạnh có người thân bạn bè nam diễn viên cũng không ít lần chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ dễ thương cạnh những người xung quanh điều này càng giúp anh ghi điểm trong lòng người hâm mộ bên cạnh đó dân tình cũng không khỏi trầm trồ vì mối quan hệ thân thiết giữa anh và Nina năm nam chính Franzon dù chưa từng hợp tác ở dự án phim nào nhưng trong thực tế cả hai đều hoạt động trong đài CH3 bộ đôi có điểm chung nhất là sự nổi tiếng và được nhiều người săn đón ngoài đời thường Pop và Nin cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau tại các sự kiện hoặc chơi thể thao trên trang cá nhân, sau phim ngược dòng thời gian để yêu anh đăng tải không ít ảnh chụp chung của hai người. Chính vì sự thân thiết này nên có không ít người đồn đoán về mối quan hệ của cả hai. Pop Thanawat luôn được nhiều người ngưỡng mộ vì hội tụ cả tài năng lẫn ngoại hình. Anh là một trong những tài tử sở hữu lượng fan đông đảo của showbiz Thái. Bước qua tuổi 40, Pop được nhiều người khen ngợi vẻ ngoài trẻ trung và luôn giữ được vẻ điển trai vốn có. Người hâm mộ cho rằng Pop hội tụ đủ yếu tố để trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của hội chị em. Hiện tại Pop đã trở lại với ngược dòng thời gian để yêu anh bản điện ảnh. Đại nhân Pop và tiểu thư Gai Son, ái nữ của quan thượng thư được hai bên gia đình hứa hôn từ lâu nhưng chưa một lần gặp mặt, cả hai đều trì hoãn chuyện cưới hỏi vì không sẵn lòng với mối nhân duyên này. Một lần, Phóp đến gặp cha mẹ của Gai Son xin hủy hôn bởi từ lâu chàng đã có người trong mộng. Đó là một cô gái xinh đẹp nền nã bước vào giấc mơ của chàng mỗi đêm trong hơn 10 năm. Nhưng khi vừa hủy hôn, Phóp tình cờ chạm mặt Gai Son trên phố và nhận ra nàng mang dung nhan y hệt nàng thơ trong mộng của mình. Kể từ đó, Phóp miệt mài theo đuổi Gai Son bất chấp việc bị nàng xem như vô hình. Thành công đầu tiên của ngược dòng thời gian để yêu em bản điện ảnh là dàn diễn viên giàu vitamin trai đẹp gái xinh. Nữ chính Bella Rani Kampen mang vẻ đẹp sang trọng, thông minh và mạnh mẽ, rất hợp với hình ảnh nàng tiểu thư kiêu hãnh cấp tiến, vượt ra những khuôn khổ cứng nhắc áp đặt lên người phụ nữ phong kiến. Nam chính Nathawad Watanaputi là một lộ khí chất lịch lãm đúng gu tổng tài được phanh nữ của dòng phim ngôn tình ưa chuộng. Cả hai diễn xuất tốt và có chemistry, tương tác và ứng hóa học ngọt ngào khi kết đôi. Các cảnh tình tứ của họ phủ đầy mật ngọt yêu đương, còn những khoảnh khắc đàn trai ra sức cưa cẩm mà đàn gái phụ vàng mọi cách gây ra đủ thứ tình huống bi hài Dàn diễn viên phụ cũng diễn tròn vai khi được đặt vào những nhân vật vừa sức thú vị nhất là nhân vật tỷ nữ của Ga son và mẹ của pop là những người phụ nữ gây trào phúng bởi lối diễn cường điệu